Alo. À. Cái gì? Rồi rồi rồi, biết rồi. Chuẩn bị đồ nha. Rồi rồi. À, gì vậy? Alo. Mày tin rủ làm cái gì? Tao nói cho biết nha. Tụi mày làm bậy là tao bẻ cổ mày đó. Còn mày nữa, làm cái gì thì làm. Đừng bao giờ ăn cắp của người ta. Tao mà biết được thì tao không nhìn mặt mày đâu. Em xin lỗi anh. Tại bữa giờ không có tiền. Tính kêu mấy tụi nó bẻ khóa nhập nha kiếm một chút sống qua ngày. Thế giờ anh bỏ ngang giang hồ giờ làm gì sống? Anh Hào nè, hay là thời gian rảnh rỗi á, tôi dạy anh đánh đàn violon nha. Trời ơi nữa hả? Sao cứ violon hoài, sao cứ để tôi tự kỷ hoài vậy trời? Mày cố gắng đi, cái gì phải có từ từ từ. Ôi, cố gắng. Đây, đây chị cho mượn cái nè. Coi nè, coi cố gắng sao. Thôi nè. Thôi. Coi đi, cái tướng vậy có ai coi không? Được không? Rảnh gì ai nhìn? Thôi bỏ đi, bỏ đi. Mẹ không hợp đâu. Nó không có hợp mà. Nè, anh Hào. Nào giờ em nói thiệt. Chủ, nào giờ em muốn cầm đàn, em cầm hàng, cầm mã tấu gì được chứ. Mày im. Đàn violon mà so sánh với hàng với mã tấu hả? Anh Hào nè, cái gì nó cũng phải có quá trình chứ. Bây giờ anh chịu khó chú ý chút xíu là được à. Sao? Tôi chỉ anh những cái cơ bản nhất nha. Mình để lên vậy ha. Quan trọng nhất là mình sẽ cái tay này nè, mình sẽ cầm ha. Nè. Diệp Phương, Diệp Phương, Diệp Phương, không không, Diệp Phương, chị gì bây sao vậy? Diệp Phương, chị Ngô, bây sao vậy chị Ngô?